Nếu như bạn đang ở trong cái tình trạng đau khớp, khô khớp, lục cục khớp, đau lưng, đau mỏi cổ vai gáy, thoát vị đĩa đệm thì video này dành cho bạn. Trong hành trình tư vấn của mình thì bác sĩ Dung đã gặp rất nhiều những cái khách hàng, những bệnh nhân gặp phải những cái vấn đề này. Thì trong video lần này bác sĩ Dung sẽ giải thích những cái giải pháp làm thế nào để hệ xương khớp của chúng ta vững mạnh hơn và tránh được những cái hiện tượng như là đau khớp, khô khớp hay lục cục khớp, và làm cách nào đấy để chúng ta có thể cải thiện tình trạng này, và bằng một cách nào đấy chúng ta có thể ngăn ngừa và phòng ngừa những cơn đau nhức xương khớp vô cùng khó chịu. Thì cái điều đầu tiên các bạn cần hiểu cho bác sĩ Dung đó là cái hệ xương khớp của chúng ta thì nó được nuôi dưỡng theo cơ chế thẩm thấu, do vậy mà nó sẽ không như da của chúng ta, nó cần chúng ta phải vận động. Vậy nên vận động là phương pháp đầu tiên giúp các bạn có một hệ xương khớp chắc khỏe hơn. Thì trong hành trình 28 ngày, các bạn có thể bấm vào đường link ở bên dưới phần mô tả để có thể tham gia vào hành trình này. Trong hành trình này thì bác sĩ Dung đã dùng hết tất cả những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để cho mọi người những cái giải pháp để cải thiện tất cả những cái vấn đề này. Và trong hành trình này bác sĩ Dung cũng chia sẻ với mọi người cách chúng ta có thể sửa đổi tư thế, bởi vì chúng ta nghĩ nó là nhỏ nhưng mà nó ảnh hưởng vô cùng lớn tới hệ xương khớp của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ là nó đơn giản nhưng mà mỗi ngày sai tư thế một chút thì chúng ta cảm thấy là rất là đau mỏi. Và bạn nào đặc biệt là dân văn phòng thì sẽ trải qua những cái cơn đau nhức cổ vai và đau nhức lưng rất là khó chịu. Thì bác sĩ Dung cũng đã gặp những cái trường hợp mà còn rất là trẻ nhưng mà lại bị đau lưng và thoát vị đĩa đệm. Thì đó là cái điều đầu tiên mà bác sĩ Dung muốn nhắn nhủ với mọi người, đó là tập thể dục và tư thế sinh hoạt đúng. Thứ hai, đó là có một chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý cân bằng. Hợp lý cân bằng ở đây nói là gì? Đầu tiên thì chúng ta nên ăn những cái sản phẩm mà nó chống viêm khớp cho chúng ta. Những cái sản phẩm chống viêm thì sẽ bao gồm là những cái dòng chất chống oxy hóa nói chung, các cái loại rau củ quả có màu xanh đậm, và những cái loại mà có màu sắc sặc sỡ thì nó sẽ rất là giàu chất chống oxy hóa và chống viêm cho chúng ta. Bên cạnh đó chúng ta có thể kết hợp những cái loại gia vị tự nhiên mà nó có tính hoạt tính chống viêm vô cùng mạnh mẽ, đó là gừng, đó là nghệ, đó là tỏi, đó là hành. Thì chúng ta thêm vào cái món ăn của chúng ta những loại gia vị này để cho món ăn của chúng ta có cái hoạt tính chống viêm, và nó sẽ giảm những cái cơn đau nhức xương khớp và giảm những cái quá trình thoái hóa khớp cho chúng ta. Một cái chế độ cân bằng có nghĩa là chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái thực phẩm dinh dưỡng dành cho khớp, ví dụ như canxi này, collagen type 2 này, rồi glucosamine, thì nó cũng có rất nhiều trong những cái thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày. Thì bác sĩ Dung đã có một cái video mô tả rất là kỹ về những cái gì kiêng ăn, những cái gì nên ăn, những cái gì không nên ăn, thì chúng ta có thể xem lại những cái video đó trên kênh YouTube của bác sĩ Dung để chúng ta có thể chi tiết hơn. Và chúng ta hạn chế ăn những cái loại như là nội tạng động vật, thịt đỏ, rồi là ăn đồ ăn quá nhiều đường, nước ngọt có ga này, những cái thức ăn mà chế biến sẵn như là dăm bông hay là xúc xích, rồi là những cái chất cồn đúng không ạ, rượu bia, rồi là hút thuốc lá thì cũng ảnh hưởng đến xương khớp của chúng ta. Thì đó là một chế độ ăn cân bằng. Điều thứ ba mà bác sĩ Dung muốn nói với mọi người đó là cái vấn đề về chúng ta sử dụng thuốc. Rất là nhiều bạn hỏi bác sĩ Dung là bây giờ thì uống gì thì hết. Thông thường trong cái quá trình hành nghề của mình thì bác sĩ Dung kê cái mỗi phác đồ cho từng bệnh nhân là khác nhau. Vậy nên là nếu như bạn vẫn còn đang băn khoăn và thắc mắc về những cái vấn đề đau nhức xương khớp của mình thì bạn có thể là nhắn tin để bác sĩ Dung tư vấn hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Và trong cái phác đồ điều trị thông thường thì các bác sĩ xương khớp sẽ kê những cái loại hoạt chất để giúp cho mọi người đầu tiên để có hoạt tính chống viêm. Chống viêm thì chúng ta sẽ có là chống viêm giai đoạn cấp tính, có nghĩa là các bạn lúc các bạn đang đau nhức dữ dội thì các bác sĩ sẽ kê là Mobic này, hay còn gọi là Meloxicam, rồi đi Clofenac, hay là tiêm trực tiếp corticoid. Thì những cái giải pháp đó là những cái giải pháp tạm thời, tức là trong cái giai đoạn đau cấp thì chúng ta sẽ phải sử dụng. Còn thì giai đoạn sau mà chúng ta bớt những cái cơn đau cấp rồi thì sẽ chuyển sang cái giai đoạn duy trì. Thì cái sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn duy trì, đầu bảng mà đầu tay mà các bác sĩ xương khớp hay kê nhất đó là Diacerin 50mg. Thì cái hiệu quả của thuốc này nó sẽ có tác dụng sau 1 đến 2 tuần. Và Diacerin có tác dụng gì thì nó có tác dụng chống viêm vô cùng mạnh mẽ. Nó là thuốc đầu tay trong việc kê đơn của các bác sĩ kê xương khớp. Tuy nhiên tác dụng có một tác dụng khác của Diacerin, đó là tác dụng chống thoái hóa chậm. Tức là cái khớp gối của chúng ta hoặc là các khớp khác, khớp lưng, khớp cổ bị thoái hóa, đúng không? Thì lúc này thì chúng ta cần một cái hoạt chất mà có cái tác dụng chống lại các loại interleukin gây ra cái hiện tượng thoái hóa cho cơ thể của chúng ta. Thì nếu như kê thêm Diacerin thì bệnh nhân sẽ ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa của mình nữa. Vậy nên là Diacerin vừa có tác dụng chống viêm, giảm đau, vừa có tác dụng là chống thoái hóa. Bước tiếp theo mà bác sĩ Dung cũng rất là hay kê đó là piascladin, hay còn gọi là cao bơ đậu nành không giả phóng hóa. Thì cái dòng hoạt chất này nó có hoạt tính chống viêm vô cùng mạnh mẽ. Tác dụng của nó sẽ chỉ chậm hơn so với Diacerin thôi, và nó sẽ có hiệu quả từ 2 đến 3 tuần sau khi các bạn sử dụng. Và hoạt chất thứ ba đó là glucosamine. Glucosamine là một chất nhờn cho sụn khớp và nó rất là phổ biến trong các nhóm thực phẩm chức năng. Tuy nhiên thì không phải sản phẩm glucosamine nào nó cũng sẽ có hiệu quả cho các bạn. Đối với một số các dòng glucosamine thì đặc biệt là glucosamine avocado, trong bảng thành phần của nó được kết hợp giữa glucosamine sulfat kết hợp với chondroitin hay là sụn vi cá mập đấy, rồi là kết hợp thêm piascladin và kết hợp thêm collagen type 2 trong bảng thành phần, kết hợp trong cùng một viên uống thì khiến cho chúng ta là giảm bớt cái việc mà chúng ta phải uống quá nhiều thuốc và giảm cái giá thành, giảm cái chi phí cho mọi người sử dụng. Thì đó là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể kết hợp trong cái liệu trình của chúng ta. Nếu như mà các bạn mong muốn là cải thiện thêm những cái khớp, cái dây chằng của mình,
Tức là những cái tổ chức bao quanh khớp ấy để điều trị chuyên sâu hơn, cải thiện một cách hiệu quả hơn, thì chúng ta có thể là cái nồng độ collagen ở trong này nó chưa được nhiều, thì chúng ta có thể bổ sung thêm từ cái collagen thủy phân ở bên ngoài để cho cái khớp của chúng ta nó được hoàn thiện hơn. Và một yếu tố cuối cùng đó là omega 3 từ dầu nhuyễn thể. Có rất là nhiều bạn trong cái quá trình mà mình điều trị mỡ máu bằng omega 3 ấy, thì các bạn phản hồi là thế, nó còn hạ cả những giảm bớt những cái đau nhức xương khớp và khó chịu cho các bạn. Đấy thì cái omega 3 này bản chất nó sẽ tạo ra một cái lớp màng bảo vệ khớp của chúng ta và tạo ra một cái lớp màng bảo vệ các tế bào của khớp của chúng ta. Từ đó thì tăng cái hiệu quả điều trị, và bên cạnh đó thì nó cũng có hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm bởi cái thành phần xanthin gây ra màu đỏ trong cái omega 3 từ dầu nhuyễn thể. Và đương nhiên cái việc điều trị thì chúng ta cần phải có sự phối kết hợp giữa các phương pháp cùng với nhau, và liệu trình thì nó sẽ tùy thuộc vào thứ nhất là mức độ nghiêm trọng của bệnh của các bạn có đang đau hay không, thứ hai là về cái khả năng kinh tế của các bạn có thể chi trả. Nếu như mà chúng ta vẫn còn những cái băn khoăn hoặc thắc mắc về những cái liệu trình điều trị dành riêng cho mình thì hãy nhắn tin để bác sĩ Dung hỗ trợ và tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đừng quên là chúng ta nên tham gia vào ngay vào hành trình 28 ngày để chúng ta có thể gặp gỡ nhau nhiều hơn, và trong 28 ngày này là 28 ngày biến đổi toàn bộ hệ xương khớp của các bạn. Và chỉ cần bấm ngay vào đường link và điền thông tin địa chỉ email thì bác sĩ Dung sẽ gửi video hướng dẫn cho bạn mỗi ngày. Bác sĩ Dung xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.